Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo thì từ đây đến cuối năm, Cần Thơ và một số tỉnh thành Nam Bộ sẽ còn đón vài đợt triều cường nữa. Không chỉ thời gian kéo dài mà mực nước triều cường cũng rất cao. Dân, tuy đây là hiện tượng của tự nhiên, nhưng với những diễn biến khá phức tạp như thời gian qua cho thấy mối liên quan giữa triều cường với biến đổi khí hậu. Và để làm rõ hơn, chúng tôi có mời đến trường quay Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Trường Đại học Cần Thơ. Và biên tập viên Kiều Tiên sẽ trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn về nội dung này. Xin được mời tín hiệu từ trường quay S2 ạ. Trước hết xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn đã nhận lời đến trường quay của đài để cùng trò chuyện về vấn đề triều cường và biến đổi khí hậu ạ. Thưa Phó giáo sư, ông có nhận xét gì về cái đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa rồi và đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch này tại thành phố Cần Thơ ạ? Theo những cái số liệu mà chúng tôi có được á, là cái đợt triều cường vào rằm tháng 9 vừa rồi đó, nó đã vượt qua khoảng 2 mét của mức báo động cấp 3 tại trạm Cần Thơ. Và cái triều cường năm nay vào tháng này á, là như ngày hôm qua là cái mực nước mà đo tại trạm Cần Thơ đã lên tới 2m13, tức là cũng còn cao hơn 2m so với mức báo động cấp 3. Và chúng tôi tiên đoán rằng là ngày hôm nay và ngày mai nữa thì mực nước có thể cao hơn nữa, có thể đạt tới 2m20 hay là trên đó, gây ngập trên một diện rộng tại thành phố Cần Thơ. Dạ, nguyên nhân triều cường ngày càng cao có phải là do biến đổi khí hậu ngày càng tăng không thưa Phó giáo sư? Theo tôi thì biến đổi khí hậu chẳng qua là một trong những nhân tố mà gây tác động ngập ở tại đồng bằng sông Cửu Long cũng như là tại thành phố Cần Thơ. Bởi vì chúng ta biết là có cái hiện tượng nước biển dâng thì nó làm cho cái khả năng mà thoát lũ đi ra biển Đông nó sẽ chậm lại. Tuy nhiên cũng còn có một nhân tố khác cũng khá quan trọng, đó là do những hoạt động con người. Ví dụ như người ta khai thác nước ngầm càng ngày càng nhiều, rồi tốc độ xây dựng đô thị hóa càng ngày càng cao, thì làm cho mặt đất ở tại thành phố Cần Thơ hay là một số đô thị khác, ví dụ như là tại Cà Mau, nó bị lún rất nhanh và cái tốc độ lún nó cao hơn là tốc độ dâng của mực nước biển dâng, thì làm cho nhiều cái vùng nó bị ngập. Ngoài ra là với cái mật độ dân số cao đó, thì nó làm cho cái hệ thống cống rãnh chúng ta thoát nước cũng bị hạn chế, nên tình trạng ngập nó nặng nề hơn. Trong thời gian qua thì chính quyền và người dân thành phố Cần Thơ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp, nhiều giải pháp để ứng phó với triều cường. Theo Phó giáo sư thì Cần Thơ cần có thêm điều kiện hay là giải pháp gì để có thể làm giảm bớt được tình trạng ngập nước do triều cường, nhất là tình trạng ngập nặng ở nội ô thành phố ạ? Đây là một cái tình trạng chung của các cái đô thị mà ở vùng ven biển, không riêng chỉ Cần Thơ mà các cái nơi khác. Hiện nay là chính quyền cũng như người dân cũng đã có những cái giải pháp ứng phó. Tuy nhiên đó là những cái giải pháp trước mắt. Còn về phải giải pháp lâu dài á, thì phải đánh giá lại những cái tình trạng mà ngập úng hiện nay, rồi quy hoạch lại những cái vị trí mà chúng ta tránh cái chuyện mà tập trung mật độ giao thông, mật độ xây dựng hay là mật độ dân cư cao ở những vị trí cao hơn, và chúng ta xác định ra những cái cao độ an toàn cho những công trình trọng yếu. Ta biết là cái chuyện biến đổi khí hậu nước biển dâng là mang tính toàn cầu, và cái lún ở đồng bằng sông Cửu Long là nó cả một cái hệ thống, nên do đó chúng ta phải kết hợp với các nhà khoa học để tìm ra những giải pháp mà ứng phó lâu dài hữu hiệu hơn. Dạ, rất là cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn về cái cuộc trò chuyện này.